make sure nó ghét hết. À, để coi ai là người lucky sẽ gắn cái cặp mâm này ha bạn. Center lock SVJ mới chịu nha các bạn. quá đẹp. Mới đây mặt trong. Rồi để đây. Mâm sao bự hơn mâm trước các bạn ha. Pirelli P0 Corsa các bạn. À, cái vỏ quỷ này gần 1.400 một cái vỏ các bạn. 355 25 ZR 21 các bạn. Rất là đẹp. Center lock ha. Ngầu. Mâm trước. Cái người này mình mua tháo ra từ cái SVJ của ảnh ha bạn ha. Ảnh chạy đâu được ngàn mấy mai à. Đó, này mâm trước. Để thử với Sen Hải coi nha. Chạy. Chút chiều gắn vô, gắn cái Sen Hải với lại gắn cái xe của anh Hưng coi. Mâm này vô xe này được. Vô hai xe này là quá đẹp. Mâm màu đen luôn. Cái này là 3 piece luôn các bạn ha. Muốn đã những con ốc này ra là thì mình muốn mình muốn nhuộm cái mặt trước và cái dành ở ngoài, dành trong muốn cái màu gì. Đẹp quá. Cái chiều này bỏ một bên xe này với bên xe đó. Ok. Ở đây mình đào lưng quá cho nên đợi nó phụ mình nó ấy cái mâm rồi chứ không. Cụp cái lưng rồi bạn. Chiếc Subaru chạy ngang nổ ghê không bùm wow đẹp ghê không. Vỏ còn mới quá ha. Ồ, mới luôn mày. Không có nào trầy trụi hết. Mới kế. Wow, xe. Đẹp không? Để cái này cho thấy cho được này. Thì hôm nay có hai vợ chồng của anh Trần ha,
với lại bà xã của ảnh là Daniela. Hai vợ chồng đến từ tiểu bang California đến Houston chơi và đồng thời coi chiếc Aventador S của cái người ta bán ở dưới đây, rồi ảnh có xem qua kênh của mình rất là nhiều và ảnh có gọi mình hồi trưa và muốn ghé mình để tham khảo về chiếc xe đó, để hỏi thêm về chiếc xe đó. Tự nhiên ảnh cũng chưa bao giờ sở hữu chiếc Lamborghini Aventador cho nên muốn mua cái chiếc cho nó đúng hơn. Thì hôm nay anh chỉ đến nhà và thấy thấy xe rất nhiều và đang hồi ngắm xe các bạn ha. Thì hôm nay là mình thử cái bộ mâm vô chiếc S các bạn ha, nhìn rất là đẹp. Đây là xe của anh Hưng. Và đây là xe của anh Hải. Thì có nhiều bạn hỏi của xe anh Hải sẽ nằm đây lâu quá vậy, là tại vì anh Hải chưa có muốn lấy về. Xong lâu rồi mà chưa muốn lấy về. Thật ra đang chờ cặp kiến nữa ha. Nhưng mà ảnh cuối tháng 6 thì ảnh có khai trương tiệm ở đây cho nên đẩy xe dưới đây luôn. Để khi khai trương ảnh đem xe ra ngoài chơi với anh em đó. Đó. Rất là đẹp. Sao hai vợ chồng thích màu gì? Thích màu gì? Màu vàng hả? Vàng giống vậy luôn hả? Đúng à, đúng à, màu vàng rất là đẹp. Mai mốt kiếm được chiếc đúng luôn là về là tha hồ mà chụp hình luôn. Đó, anh Trần ảnh theo dõi kênh cũng rất là nhiều. Coi kênh biết từ từ cái ghiền xe luôn các bạn. Ghiền xe luôn. Anh chị ở bên đó làm gì? Làm gì ngành gì? Em tụi em có cái công ty thay thuế. Ồ, công ty thay thuế. Ồ. Ồ, cho cơ sở thương mại. Yeah. Rồi có cách nào mà cũng như mình mua xe này mà mình khai vô trong công ty của mình để giảm một mớ thuế không? Anh ơi, mấy công ty luxury car này á là có nhiều cách để mà có nhiều cách lắm hả? Ồ. Oh. Hoàn toàn vô cho business luôn. Ồ. Oh. Vậy để một chút nữa, nếu mà không có phiền hai vợ chồng thì cũng như tâm sự với lại chia sẻ về cái cách mà mình tiết kiệm tiền như thế nào và để có thể mua xe, và khi mua xe mình có cái business, mình có công ăn việc làm gì đó, cái doanh nghiệp gì đó, mình có thể dùng cái xe của mình bao nhiêu phần trăm để mình bỏ vô trong cái doanh nghiệp của mình để mình giảm được thuế nữa, đúng không? Đó, một chút nữa nếu mà ấy thì hai vợ chồng chia sẻ cái đó dùm, để nhiều khi anh em ở bên đây người ta nhiều khi người ta mua xe, ta có cũng như là doanh nghiệp, nhưng mà ta mua xe mà ta không để ý là ta nghĩ chắc nhiều khi xe này không phải là cái xe để mình bỏ vô trong đó để mình ấy, nhưng mà có cách hết mà cách hợp pháp đàng hoàng hết. Vậy hả? Uống nước đi, cắm xe đi, rồi một chút là anh em mình tham khảo về xe rồi anh em hai vợ chồng cho chia sẻ biết thêm về cái đó ha. Thích. Thì mình nghĩ đây cũng là một cách hay cho những anh em mà có muốn mua những dòng xe như xe thể thao hoặc là siêu xe, có thể hình như là hồi đó mình cũng nghe là
nếu mà có công ty nào, có công ty á, thì có thể dùng bao nhiêu phần trăm của chiếc xe để mình write off cho cái business của mình, là có nghĩa là mình bỏ vô trong cái business của mình để mình được giảm một thuế nữa các bạn đó. Đó. Thì mình nghĩ hai vợ chồng này rất là giỏi về cái tiết kiệm tiền, rồi cách tiết kiệm tiền như thế nào, và cách mua xe để mình ấy như thế nào để mình giảm được nhiều số tiền để cho mình đó. Thì các bạn biết không, cũng như ở bên đây thì người ta mua nhà thì người ta không có ngán, nhưng mà đóng thế nhà đó mỗi năm thì rất là ngán. Đó, như cái nhà như mình vậy nè, là một năm đóng trên 10.000, cứ năm nào cũng đóng hết trên 10.000 một tháng, là tính ra một tháng cũng là 800-900 rồi các bạn. Đó, là đóng thuế cho nhà đó, đóng cho đến khi các bạn về hưu thôi. Khi các bạn về hưu đó, rồi các bạn sẽ xin chính phủ là mình về hưu, thì chính phủ sẽ giảm cái tiền thuế đó cho mình đó. Thì hôm nay có hai vợ chồng của anh Trần với chị Talina đến từ California. Cái này không phải là quảng cáo, cái này trùng hợp luôn các bạn ha. Thì anh chị đến đây để tham khảo về xe chiếc Aventador S mà anh chị muốn sở hữu. Và theo gì mình tâm sự với anh chị thì anh chị biết rất là nhiều về thuế, về cách không phải là cách hợp pháp để mình tiết kiệm tiền khi nhắc đến thuế, đúng không anh chị? Và mình thấy cũng rất là hay, cho nên mình muốn sẵn đây mình muốn anh chị chia sẻ với chúng ta và các bạn cái cách làm như thế nào mà hợp pháp mà mình tiết kiệm tối đa cho tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra, để các bạn có thể sau đây mua một chiếc xe rất là đẹp để thưởng cho mình. Bây giờ hello anh chị. Anh chị có thể chia sẻ thêm một tí về cái business của anh chị làm như thế nào không? Business của tụi em á hả? Dạ. Là tụi em là lên kế hoạch. Okay. Để mà đặc biệt cái nhận khách của tụi em là những người có cơ sở thương mại. Dạ. Và họ bị đóng thuế rất là nhiều. Đúng rồi. Thì cứ hàng năm khi mà họ đi khai thuế đó thì đa số là đã trễ rồi. Nên là khi mà họ tới với tụi em là tụi em plan trước. Như ví dụ cái năm 2022 này nè. Coi như là tụi em đã plan cho khách hàng và biết cái số thuế là đã đóng là bao nhiêu. Rồi xong đó mới lên chiến lược để làm sao mình qualify, mình được deduct, qualify vô những cái situation để mình được deduct vô cái tiền thuế. Như ví dụ anh đi xe hàng ngày, anh uống nước, anh mua này, anh mua kia, những cái số tiền hàng ngày á. Thì đó là những người tỷ phú họ cũng dùng mà. Đúng rồi. Nhưng mà họ được khai thuế, còn tại sao mình lại không được? Khi mà họ có cái business như vậy thì những người họ có business họ không có biết. Khi mà họ đi khai thuế là họ chỉ đưa giấy tờ, đưa cái thông số ra thôi, nhưng mà họ không có biết được cách mà bỏ vô như thế nào và bỏ làm sao cho nó hợp pháp để mình được trừ hết những cái expense đó mà giảm cái tiền thuế của mình. Đúng. Cái đó là chỉ là cái expense thôi. Nhưng mà còn có cái nữa là cái phải có cái chiến lược, phải biết chiến lược. Như ví dụ anh là anh có con cái, anh có cái mỗi hoàn cảnh của một người, tụi em gọi là taxpayer, customer của em gọi là taxpayer, là những người mà phải đóng thuế đó. Đúng rồi. Thì mỗi hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, cho nên á khi mà nhìn vào một cái hoàn cảnh là tụi em đang chiến lược là tụi em có thể giảm, đa số là tụi em giảm 60.000, 70.000 trung bình, và cũng có thể là lên 200.000, 500.000, thì tùy theo cái business và cái situation của cái người đóng thuế nó như thế nào. Thì có thấy các bạn biết là ở Mỹ là người ta không sợ gì, sợ thuế, đóng thuế, đóng thuế các bạn. Các bạn làm ra bao nhiêu không phải là cái số tiền đó là thuộc về của mình đâu. rất là nhiều tiền trong đó thuộc về của chính phủ, mình đóng thuế là chính phủ, cho nên rất là sợ. Nhưng mà có cách làm mà để tiết kiệm, để mà hợp pháp, để mình tiết kiệm lại một số tiền, không phải đóng như đóng nhiều người không biết, nhưng đóng rất là nhiều đâu.
đúng không chị? Dạ đúng, đúng là cái tâm lý của cái người đóng thuế đó, họ rất là sợ sợ thế. Gửi giấy về thì đa số người Việt Nam gửi giấy về ok thôi, rung tay luôn á, thôi đóng cho nó an toàn, đóng cho nó, nhưng mà sợ thế cũng là người, họ cũng make mistakes. Dạ. Thì cái sợ thế là họ là những người là enforce cái tax law thôi. Còn mình làm, mình khai thuế, mình phải làm, mình không phải là chơi chiêu, nhưng mà mình lách luật, mình biết cái luật, đúng đúng, để mà mình lách luật. Và tại vì tiền mình làm ra mà thôi, như ví dụ bây giờ khách của em nè, làm như ví dụ tiền cái profit vô như ví dụ 2 triệu 6 trong một tháng, mà anh nghĩ trung bình nếu mà ở Cali nữa là hết, đóng hết làm 2 triệu 6, mà anh đóng hết một thuế 1.3 rồi, 1.3 rồi đó, coi như làm hụt hơi rồi, cuối cùng dân hết cho chính phủ. Chính phủ rồi đó, các bạn ghê ghê chưa, nếu một tháng mà làm 2 triệu, một năm 2.6 triệu, một năm 2.6 triệu, mà nếu mà không có cũng như là biết cách á thì đóng phải 1.3 triệu, 1.3 triệu, tương thế cho chính phủ lại đó. Chưa tính là anh đi ăn đi uống cũng có sales tax, đi đâu cũng bị đóng thế, là income tax sẽ bị đóng rồi. Đúng rồi đi anh làm, mua chai nước này anh cũng phải đóng thuế, đúng rồi em chạy ra em mua cái thuốc hụt quẹt, nhất là thuốc lá, oh my god, nó thấy ghê lắm, hụt quẹt cũng phải trả thuế cho cái hụt quẹt, nó là như vậy. Chỉ khi mà anh chết anh không đóng thuế rồi. Đúng rồi từ khi không đóng chết cũng đóng thuế, đúng rồi, đóng thuế, đúng thuế cái đắc gì không người ở lại đóng hả? Dạ đúng rồi, coi như là chết rồi cũng phải đóng thuế, phải là khác rồi, chứ không cũng phải là còn có tài sản mà cũng phải khai. Dạ. Và có cách nào, cái này nó nhỏ thôi, không nó lớn đâu. Có cách nào mà mình có doanh nghiệp cũng như giả tỷ như là tiệm nail đi, mà mình muốn mua một chiếc xe như những chiếc xe đắt tiền ở phía sau lưng anh chị, mà mình có thể khấu trừ của thuế không? Câu hỏi này hơi khó nha. Câu hỏi này hơi khó. Khi mà anh đưa ra cái ví dụ cái tiệm nail mà mua luxury car đó, thì là nó hơi khó. Hơi khó. Là tại vì cái tiệm nail của anh có cần phải cần cái chiếc luxury car này để mà giảm trừ thuế hay không? Thì tùy cái tiệm. Nhưng mà bây giờ hỏi, nếu mà cái chiếc luxury car này mình muốn trừ cái tiền thuế cho cái luxury car, thì lúc này á thì cái office thuế của Dolina phải look very deep into cái business, nhìn vô trong cái business của khách, phải coi kỹ lại, nếu như mình mà thấy được chiếc xe này là mình chỉ lấy cớ để mà mua cho personal, cho leisure, cho cái niềm đam mê của mình thôi, nó đâu có cho trừ thuế. Nhưng mà nếu như mà mình make a good case trong cái business của mình là cần chiếc xe luxury thì mình có thể được. Như đi ngoại giao rồi này kia cái nọ rồi có thấy. Cái câu hỏi này á là khách của Dolina hỏi nhiều lắm mà. Hỏi bây giờ em nên lease car hay là em nên mua hẳn? Đúng rồi, lease hay là mua nữa đó. Thì tùy, phải coi cách dùng của mình, cũng again là không có thể nào mà nó mình không có thể đưa là nên lease hay là nên mua hẳn chiếc xe, mà tùy theo cái business của mình, cái cách sử dụng của business của mình. Tại vì trong cái cách làm thuế thì nó có hai loại. Loại nó gọi là standard mileage, là một cái là cái actual expense. Thì cái standard, nếu mà mình lái xe nhiều, mình đi coi như là mình đi xe rất là, cái mình lái rất là nhiều mile á, thì mình dùng cái standard mileage thì nó đỡ hơn. Còn nếu như mà như bây giờ mình lái ít, nhưng mà những cái expense mà mình có thể mình lease chiếc xe thì nó đỡ cho business của mình hơn, tại mình được trừ cái lease payment, mình được trừ insurance, mình được trừ gas, mình được trừ hết cái đó, nó gọi là actual expense. Nhưng mà tùy, thì lúc này phải coi là có thử là cái business của mình dùng chiếc xe đó như thế nào, có hợp để mình dùng cái phương pháp nào, rồi trong cái phương pháp đó nó lại còn có những cái phương pháp khác để mình kết hợp để mình trừ hết luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Đó. Cái này là anh hỏi nhỏ cho em được. Hỏi nhỏ thôi. Cái này mình nói nhỏ luôn nha, chứ không phải dám hỏi lớn nha. Theo như mình biết á, mình cũng có nhiều người bạn cũng bị trouble về thuế. Tiếng Việt nó gọi là gì bên đây chị? Trouble về thuế.
bị vấn đề về thuế. Nếu mà khi gãy sờ rái á, bố tay gì đó, thì nếu mà người ta muốn tư vấn thêm về cái trường hợp của người ta đó, người ta có thể liên lạc chị được không? Anh chị được không? Dạ, đúng rồi, được mà. Thì cứ có gì thì đợi liên lạc cho số phone để mà liên lạc, tại vì văn phòng sở thuế của mình đó thì phục vụ hết 50 tiểu bang. 50 tiểu bang luôn? Dạ, ok. Nên là ở đâu tư vấn cũng được. Chỉ qua cú điện thoại gọi thôi là tư vấn hết cho những người mà thắc mắc về cái thuế của người ta. Ok. Chị có thể cho cái số điện thoại của chị, cái công ty và cái số điện thoại của chị được không? Số điện thoại của tụi em, số văn phòng là 714 643 9079. Dạ. Gặp hẳn Dali nè. Dạ, nói là có coi qua quen biết qua anh thần tượng của khi khói xe để mà để em biết là có gì thì tụi em tự như là biết rõ tình hình để mà tụi em giúp. Thì đó, mình nếu mà các bạn coi cái này, các bạn có thắc mắc gì thuế, cái này cũng rất là tốt. Các bạn mình hay cảm thấy nó cũng rất hay giúp cộng đồng người Việt của chúng ta. Nếu các bạn có thắc mắc về thuế thì các bạn sẽ gọi cái số, mình sẽ cho các bạn cái số điện thoại ở trên cái màn ảnh. Các bạn gọi thẳng và có thể tham khảo với chị Delina, và chị sẽ hết mình giúp các bạn giải quyết cái thuế problems. Everyone has problem with thuế. Đúng rồi, everyone ai cũng có, không ai không có đó. Cảm ơn chị Delina với anh Trần rất là nhiều đã chia sẻ về thuế. Từ thuế là một cái mà mình ở nước Mỹ này rất là gắt các bạn đó, cho nên cái này là thì một cái chia sẻ rất là hay. Mà khi các bạn mà có bị trục trặc cái gì đó, các bạn có thể gọi cái số điện thoại mình sẽ cho các bạn gặp thẳng đại lý này với là anh Trần, thì người ta sẽ chia sẻ với các bạn về cái về thêm thông tin về thuế ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều, và bây giờ chúng ta sẽ bàn qua xe nha. Bàn qua xe thì đây, okay. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to John. Happy birthday John em. Thank you anh chị. Thổi đi. MBJ. Anh tặng em cái này ha. Chữa lửa cho xe của em. Hy vọng là em không cần dùng cái này. Nhưng mà thank you chị rất là nhiều luôn. Wow, đẹp quá. Mai mốt đem xe lên gắn cho em không? Ok, thank you anh chị. Vô wow. Không? Có phước hàng. Ừ, phước đế này. Mình có rồi, mình đã cảm ơn đại diện tham mua kiếm này luôn em. Bởi bắt em. Thank you anh chị. Hạnh phúc cho em ha. Happy birthday. Nè, mấy gửi này nè. Mẹ, happy birthday cho mày. Ủa, anh đại đâu đại? Để đại không? Để xe rồi. Ủa, cái này của anh Phước hả? Cái này của anh Phước nè. Lửa nhiều bây giờ vợ nó đâu đâu. Mai mốt chị Lan ngồi kế bên đó, chị Lan ôm cái này luôn. Ôm vô, bà ngồi kế bên bà ôm tôi coi. Bà ôm tôi coi. Đó. Có gì cứu anh phải không? Anh sạch anh phải không? Mày đây đẹp không? Là July. July. I love it. Đẹp, dễ thương. Đợi của mình dán cái vô nè. July. July. Anh em ai muốn mà
cái này để dùng cho cái xe á, an toàn cho cái xe hãy liên lạc với anh Chí nha, Chí Aero có xe nha các bạn. Em vô chị. Custom gắn cho các bạn luôn nha. Ok, thì cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình clip kế nha. Chào, tạm biệt các bạn. Bye.